Sau một lần mình bỏ. Được mũ cái cục đắng đắng này thì nặng ra rồi, còn cái cục bên nữa mới sưng đỏ lên không chưa thấy gì đó. Em muốn gần đây không Thông? Em muốn gần quận 12. Quận 12 à? Dạ. Em hẹn chị bữa giờ mới qua luôn á. Phải không? Mọi người em biết sao không? Em xử lý không kịp thời nó bị viêm á. Dạ. Chứ lại sẹo thâm hết. Chứ không gì hết á. Một để dễ trị đó. Để khi nó phát triển thành viêm rỗ là khó. Bởi lông này nó to. Chị để ý. Cái cục này là nó hết rồi, nó hết rồi nhưng mà nó bị chai á chị. Ừ. Chai cái mắt à, nhưng mà nó bị chai. Ok, cục này thì rỗ rồi đó. Chai rồi, không có gì hết. Chai chi luôn đấy. Ba cục này cũng thế này. Không, em còn đi học ha, em đi làm rồi. Đi làm chị. Được rồi, em làm có việc gì em ha? Thiêu. Hả? Thiêu. Theo hả? Dạ. Theo thù á hả? Trời ơi, thiêu cái là chết liền. À. Xài có cái xài ngoài, bể nó chắc xỉu. Nhỏ gọn đi đâu cầm.
Dạ alo. Anh Hải có đơn hàng lầu tính mát không? Kelly gì đó. Có. Có vậy anh qua đi anh, đi qua đi. Mấy phút mà. Dạ anh cứ qua đi, bên em lúc nào mở cửa. Dạ đúng rồi anh. Mấy cái tầng nha, có được cái gì không được ta? Cũng đen. Được. Nếu mà cái này nếu mà lâu quá thì để xong đi, làm xong rồi. Dạ. Thì sao đi được? Nó có được rồi hả? Dạ. Em muốn thêm không? Đó là đi cà phê với bạn rồi. Không có bảo vệ coi xe. Thank
cái móng tay á chị dán vậy là dễ hơn, đẹp thì đẹp hơn. Cái cổ mình chị hay dễ đẹp á, dễ con này con kia á, mình muốn như dán á. Hơn nửa tháng rồi đó, nó chưa chắc. Phê luôn, ngủ nhé, phê luôn, ngủ dạ được không chị? Thức dậy bao lâu lận nhé? Này 10 phút chị. Không chị, cái đó mình phải ra tắt cái sẹo xong mình xếp thuốc mới cái sẹo rồi lại cái còn mình...